xe chạy bằng pin mới nhất của Hyundai đã trở thành một trong những mẫu xe tốt nhất mà tiền có thể mua được. Nếu có một từ có thể mô tả tốt nhất thái độ hiện tại của Hyundai đối với việc chế tạo ô tô thì đó sẽ là táo bạo. Những ngày này, không có một thiết kế tồi nào được tung ra ở Hàn Quốc. Và tất cả ngoại thất hào nhoáng, độc đáo của nó chỉ xem trước sự tuyệt vời được tìm thấy bên trong. Bạn hoàn toàn sẽ không nhầm Hyundai Ioniq 5 với bất cứ thứ gì khác. Bởi vì nó trông không giống một thứ nào khác trên đường. Bên ngoài là một mớ hỗn độn của các đường sắc nét gây nhầm lẫn và hấp dẫn mắt, có một dòng ký tự dốc xuống ở bên cạnh. Phần đầu phía trước có một số dung cảm của Robocop và phần cuối trông giống như nó rơi ra từ một trò chơi điện tử 8-bit. Trong khi một số đồng nghiệp không coi nội thất của Ioniq 5 là tất cả những thứ đó và một túi chip, tôi nghĩ nó rất ấn tượng. Nội thất hai tông màu xám của chiếc xe thử nghiệm Limited trầm sẽ không phải là lựa chọn của tôi, bởi vì lớp da giả sáng màu có thể nhận ra một số vết ố rất rõ ràng, nhưng rất may. Màu đen cũng được cung cấp. Về khả năng sử dụng hàng ngày, Hyundai Ioniq 5 cung cấp nó ở mức thấp. Các túi cửa sâu và có một ngăn lớn bên dưới bộ điều khiển khí hậu để chứa thêm đồ. Bảng điều khiển trung tâm của Limited trượt về phía trước và phía sau nếu bạn muốn có thêm một chút không gian thở ở phía trước, trong khi đó là một thủ thuật gọn gàng. Nó không giống như một trò thay đổi hoàn toàn hay bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, bảng điều khiển đó thậm chí còn cung cấp nhiều dung lượng lưu trữ hơn cho bất kỳ vật dụng nào có trong xe. Tuy nhiên, một trong những điều yêu thích của tôi về Ioniq 5 là chỗ để chân tích hợp ở ghế lái, cho phép tôi lùi xe đúng cách trong khi chờ sạc xe ở trạm công cộng. Ở phía sau, có khoảng 27 feet khối không gian chở hàng, quá đủ cho hầu hết các gia đình nhỏ. Nó có sức chứa ít hơn một chút so với khoang hàng hóa 30 khối của Tesla Model Y. Nhưng Hyundai đã dẫn trước người anh em của nó, Kia EV6, khoảng 3 feet khối. Không có frunk, nhưng tôi đã không bỏ lỡ nó. Ioniq 5 sử dụng kiến trúc 800V. Có nghĩa là nó có thể chấp nhận tốc độ sạc lên đến 350 kW, đưa pin từ 10% đến 80% trong khoảng 18 phút, 20% kéo dài luôn mất nhiều thời gian hơn vì tốc độ sạc giảm dần sau đó điểm. Bộ sạc tốt nhất mà tôi có thể tìm thấy trong khu vực của tôi có công suất khoảng 50 kW, vẫn khá nhanh. Ioniq 5 dẫn động 4 bánh là biến thể mạnh mẽ nhất của Hyundai. Cung cấp công suất thực 320 mã lực và moment xoắn 446 pound-feet từ cặp động cơ điện của nó. Nhà sản xuất ô tô ước tính thời gian từ 0 đến 60 dặm 1 giờ là 5,2 giây. Nhiều hơn đáng tin cậy với mức độ mạnh mẽ mà chiếc xe sẽ lao ra khỏi dòng. Nhưng nếu bạn không cảm thấy mình giống như một con quỷ tốc độ, Ioniq 5 cung cấp khả năng điều biến bàn đạp tuyệt vời để cố gắng giảm hiệu quả của mọi electron cuối cùng. Nhờ hệ thống phanh tái tạo nhiều giai đoạn với chế độ một bàn đạp, tôi hầu như không bao giờ phải nhấn phanh. Việc lái xe bằng một bàn đạp không chỉ giúp tăng hiệu suất của chiếc xe mà còn dạy bạn cách tối đa hóa sự khéo léo của chân phải để có những điểm dừng mượt mà chính xác ở đúng vị trí. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!